Cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã mời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đến chia sẻ cùng doanh nghiệp, giới truyền thông về những thông tin liên quan đến hiệp định EVFTA và dịch bệnh COVID-19 tác động đến nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, ngay khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy có thể nói, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Trong đó, cơ hội lớn đối với nhóm nông sản, lâm sản, thủy sản nhiệt đới Việt Nam như gạo, đường, thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, trái cây, cao su, tiêu, điều, cà phê, đồ gỗ do được hưởng ưu đãi ngay từ những năm đầu tiên. Nhưng Việt Nam phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về rào cản kỹ thuật cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cam kết trong EVFTA. Doanh nghiệp muốn tận dụng những lợi thế trong EVFTA phải xây dựng chương trình hành động, nghiên cứu thị trường EU, hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường để triển khai chương trình hành động, đầu tư vào khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, ông Lê Đăng Doanh cho hay, Việt Nam có tới 8 lĩnh vực bị ảnh hưởng như y tế và nguồn nhân lực, du lịch, giao thông vận tải, bán lẻ, ngoại thương, đầu tư, các ngành sản xuất theo chuỗi và dịch vụ tài chính. Tác động tiêu cực này chủ yếu sẽ diễn ra trong quý 1 và quý 2 năm 2020.